Các bạn khán giả truyền hình thân mến, niềm đam mê, tình yêu với chơi bóng đã đưa chúng ta đến gần với nhau hơn. Và nơi đây, một sân vận động rất lộng lẫy, nơi sẽ diễn ra trận đấu rất đáng được chờ đợi, sẽ chính là nơi để chúng ta tận hưởng tình yêu đó, tình yêu dành cho chơi bóng. Chào mừng các bạn đã đến với kênh thể thao của đài truyền hình Flyback TV. Trước khi trận đấu này được diễn ra thì huấn luyện viên của cả hai đội đã có những tuyên bố rất táo bạo. Họ sẽ chơi tấn công và cống hiến hết mình cho 90 phút sắp tới. Gần đây có thể coi là một áp lực vô cùng lớn khi mà cổ động viên đội nhà đang tạo ra những âm thanh rất náo nhiệt. Các cầu thủ đội khách cũng cần giữ được cái đầu lạnh và sự tập trung cao độ. Nhiều người cho rằng đội chủ nhà sẽ có được một kết quả thuận lợi trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng bóng đá không đơn giản là vậy, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ. Và biết đâu trận đấu ngày hôm nay sẽ xuất hiện những bất ngờ đó. Và như vậy trận đấu đã được bắt đầu. Đội ra bóng trước sẽ chiếm giữ khung thành bên trái màn nhỏ của các bạn. Đường chuyền dài mở cánh. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bạn một quả đá phạt. Cự ly sút bóng là tương đối xa và có lẽ sẽ có một tình huống trèo bóng chuyền vào trong. Saka. Cơ hội dứt điểm. Click. Các cầu thủ đang chuyền bóng cho nhau nhằm kéo giãn đội hình đối phương, đồng thời làm giảm nhịp độ trận đấu. Đường cho khe. Chuyền bóng tốt. Gabriel. Sẽ có một tình huống ngắm biên. Chuyển vào trong. Giữ bóng rất tốt. Saka. Một mình chuyển bóng dài. Ngự rất chắc chắn. Phối hợp khá đơn giản. Đội tuyển Pháp. Đường cho khe. Harrison. Dallas. Chuyển vào trong. Gabriel Jesus. Look at God. Saka. Hàng phòng ngự đang tỏ ra rất tập trung. Chuyển vào trong. Sẽ có một tình huống ngã biên. Click. Rất bình tĩnh. Saliba. Gabriel Jesus. Chuyển vào trong. Thứ 30 của hiệp 1 trận đấu. Như vậy là họ đã giành được quyền kiểm soát bóng. Phối hợp khá đơn giản. Đường chuyền chuẩn xác. Harrison. Pha phản công. Một pha phạm lỗi.
chia bóng vào trong. Giữ bóng rất tốt. Saka rất bình tĩnh. Đường cho khe. Pha ngăn chặn kịp thời. Saka. Hiệp một đang chờ đến phút cuối cùng. Chuyền bóng tốt. Cơ hội. Không được. Để mất bóng rồi. Phạm lỗi. Như vậy là trọng tài đã rút chiếc thẻ đỏ ra để chấp quyền thi đấu của thủ này. Một đường tạt bóng rất nguy hiểm. Gabriel Jesus. Saka. Kết thúc hiệp 1, cả hai đội sẽ tạm thời ra nghỉ và chúng ta hãy cùng chờ xem hiệp 2 của trận đấu sau ít phút. Hiệp 2 đã bắt đầu và chúng ta hãy cùng hy vọng sẽ có những thay đổi về chiến thuật cũng như lối chơi của hai đội sau giờ nghỉ. Phối hợp khá đơn giản. Chuyển vào trong. Tiếp tục là một quả phạt góc. Chuyển vào. Đường chuyền rất sáng tạo. Tình huống mà thủ môn đã xử lý rất tốt. Chuyền bóng không tốt. Đường chuyền chuyển sang. Phối hợp khá đơn giản. Khoảng trống rất lớn ở cánh. Chuyển vào trong. Có nhiều thông tin cho rằng từ mùa giải năm sau, giải Ngoại hạng Anh sẽ được độc quyền bởi các cậu. Nhưng ngày hôm qua, tổng giám đốc của đài truyền hình Fastback, ông Phạm Nhật Trường đã khẳng định sẽ không có sự thay đổi nào vào mùa giải năm sau khi mà Fastback sẽ độc quyền giải đấu này. Pha xử lý rất cầu thả. Odegaard. Harrison. Đường cho khe. Phòng thủ rất tốt. Sẽ có một quả tấn công. Không được. Odegaard. Harrison. Ayling. Một đường chuyền dài. Giữ bóng rất tốt. Pha xử lý rất hay. Đường cho khe. Đã có tình huống phạm lỗi. Các cầu thủ đang không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Họ đang muốn ăn thua với nhau. Quả đá phạt. Cú sút xa không thành công.
Một nỗ lực tuyệt vời. Dứt điểm. Một bàn thắng đã đến là điều hiển nhiên trong một thế trận như thế này. Cú dứt điểm thể hiện cảm giác bóng rất tốt. Đó là một kết quả của một tình huống phối hợp nhuần nhuyễn và xử lý cá nhân rất hay. Đội thi đấu tốt hơn đã có được bàn thắng dẫn trước và ở ngoài đường pit thì huấn luyện viên đang ra hiệu cho các cầu thủ giảm nhịp độ trận đấu, chủ động nhường thế trận để chơi phòng ngự phản công. Với các sân vận động có sức chứa lớn thì việc thi đấu dưới áp lực luôn là điều ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý của các cầu thủ. Bóng ra ngoài sân rồi, sẽ có một tình huống ném biên. Costa. Trận đấu đang diễn ra rất hấp dẫn. Tierney. Trick. Rất tốt. Pha chuyền bóng rất bất cẩn, vẫn còn. Ngoài kênh Fightback TV, các bạn có thể theo dõi trận đấu này trên kênh Fightback cộng 1 hoặc Fightback phong cách với chất lượng hình ảnh rất sắc nét. Rodrigo, không được. Sự thay đổi người thứ hai của trận đấu. Trick. Đường trong khe. Rodrigo. Đường trong khe. Rất nỗ lực. Một cú sút. Nguy hiểm đã được tạo ra trong phút vừa qua. Các cầu thủ cần chơi tập trung hơn. Không khí trên các khán đài đang rất nóng nhiệt. Costa. Đường trong khe. Rất nỗ lực. Rất bình tĩnh. Tierney. Cầu thủ này đã có pha phạm lỗi và trọng tài đã quyết định dừng trận đấu và cho đội bạn một quả đá phạt. Chuyền vào trong. Đường chuyền chuẩn xác. Một đường chuyền dài. Không hề có bị vị. Một đường tập bóng rất nguy hiểm. Như vậy là sẽ có một quả phạt góc. Với những tình huống cố định thì việc các cầu thủ mất tập trung một chút thôi đôi khi cũng mang lại một hậu quả rất khó lường. Dứt điểm. Pha giải nguy rất tốt. Trận đấu đã kết thúc. Chắc chắn sau trận đấu này cả hai huấn luyện viên sẽ phải có cái nhìn khác về đối thủ của mình.